mấy cô chú nha. Bữa nay 13 tay tháng 9 lâu rồi, con không có quay cái video nào cho mấy cô chú coi thử coi cây cối con như thế nào hết. Bữa nay con quay cho mấy cô chú coi thử coi bữa nay cây nó như thế nào rồi. Con có về mấy cây nho đỏ xinh xinh ở phía sau. Mấy cô chú coi video của con chờ trong giây lát để con quay mấy cây nho nhỏ xinh xinh nho đỏ viếp viếp ở trong cho cô chú coi nha. Còn bây giờ mình tham khảo trước giùm con cây nho đỏ này bữa nay. Ý cái này nó cái gì? Thèm. Còn sống quất luôn. Đây cây này là cây tứ quý của con này. Gốc này gốc lớn, hoành 22 ha. Đã ra hoa hết rồi. Đây. Dáng cao tầm 2m2, hoành là khoảng 22 23 đổ lại nha mấy cô mấy chú. À đây, cây ổi này nó ngủ bữa nay nó thức rồi nè. Bữa nay con dời ra đây bữa nay đẹp rồi. Dàn nho của con quay cho mấy cô chú coi thử nha. Đó, em này lùng mà đẹp. Từ từ mua một cái cây nho đẹp của mấy cô chú không có ngại để bỏ ra 5-10 phút 15 phút để coi một cái video hơi dài một tí xíu đâu, ông khỏi lo yên tâm. Cái này là vú sữa hoàng chim của con. Cây này choi choi, cây này về trồng ok nè. Đây, cây nho này gọi là cây nho thần thánh. Bữa hổm con lấy lưới con chà tuốt tuần tuột hết trơn, bữa nay ra bông lợi rồi nha mấy cô chú. Có nhiều cô chú gọi điện thoại hỏi con á, cây nho mà chà chà bữa nay làm sao rồi. Đây đây, cây nho mà con chà chà thì bữa nay nó nú đều hết rồi đây nè. Vú hoa rồi nha, đẹp rồi, có trái non nữa, lên tới trên ngọn luôn á. Đây, cây này dáng lùng nè, cô chú nào thích alo cho con. Cây nho dáng lùng tàn xòe như cây dù là không biết cây nào liền nha mấy cô chú. Bánh kem mướt mát luôn. Đây, cây hồng đen sô-cô-la. Con tưởng là nhìn nó muốn bệnh mà bữa nay ra đọt non đẹp rồi. Đây, còn đây là mấy em chân dài. Này là hồng xem chân dài không nha mấy cô chú. Này là size lớn của con, có cây nó bằng ngón tay cái của con luôn á. Cao tầm khoảng 1m2, 1m3 hết, nhìn là mướt liền ha. Còn cái kia là mấy cây bé, có lớn có nhỏ nha mấy cô chú. Thì tiền nào của nấy mà ha, lớn xíu lớn tiền xíu, nhỏ xíu nhỏ tiền xíu. Đấy, nho của con này, cái này là nho đỏ nha mấy cô chú, nho đỏ. Còn cái này là nho đỏ nó đang có hoa rồi, nằm trong bầu vải nha mấy cô chú. Đấy, cái này về là không có sợ là không có trái nữa, không có sợ cây đực cây cái gì nữa, này là đảm bảo là có trái luôn rồi nè. Lô này con về cũng được mấy chục cây á. Con đang cho người chất ra. Đây đây đây, à cây nho đỏ thần thánh bé bé xinh xinh, có nhiều cô chú bữa hổm con về cả toàn là cây to không mà mấy cô chú hỏi có cây trôi không mày. Đây 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 đây, bữa nay em ấy đã về tới chỗ của con rồi ha. Xấu dữ vậy trời. Đứng dưới đó là sao quay? Đây, mấy cô chú. Còn hàng này là hàng xinh nhất. Sao lọt vô được em này con cũng biết nữa. Đó, bé tẹo teo thôi à, cỡ ngón út của con á. Chiếc này con có nho đỏ choi choi nè nha mấy cô chú. Mấy cô chú cần alo cho con nha mấy cô chú. Số lượng có hạn, cái hàng này con về không có được nhiều ha. Hàng này con về không có được nhiều lắm. Đây, để con đi vòng qua đây cho nó có độ sáng tí xíu cho mấy cô chú coi, để nó cái video của mày coi tao không thấy đường thấy xá gì trơn á, khổ. Này, cỡ này chân dài này là con rước về số lượng hàng trăm cây, cô chú nào gọi giờ nào con cũng có hết trơn nha. Đó, toàn là chân dài không, cao khoảng chừng từ 1m rưỡi cho tới 1m7 luôn. Lô này là đẹp nè. Mấy cô chú nào thích cây cao là cái lô này alo cho con là đúng hàng luôn rồi đó. Còn mấy đợt hổng con về không có được cây cao như vậy đâu.
chân dài, cao đẹp, có hoa nha mấy cô chú. Thì cái lô này là cô chú gọi cho con là nhất định trên cây phải có hoa cho mấy cô chú, không có hoa thì cũng có trái non ha. Nhưng mà do con vận chuyển đường xa thì đôi khi trái nó rụng đi cũng không chừng, nhưng mà cũng phải còn một vài hoa cho mấy cô chú nha. Giờ em chưa mở lưới luôn á. Số lượng con dài trứng này nhiều á. Này là thanh lý nè. Lô này thanh lý của con nè. Gốc này gốc lớn nha mấy cô chú. Gốc lớn này cỡ này vườn con nhiều à. Bằng cổ chân của con á. Đang có hoa. Dáng cao 2m, 2m2, 2m rưỡi. Vú sữa, vú sữa đẹp thần thánh. Đây, cây vú sữa choi choi nè. Mấy cô chú nào trồng sân, trồng chậu gì đó cần alo cho con cái cây vú sữa này. Trồng chắc con nó cỡ 8 tháng đổ lại có trái. Có nhiều cô chú coi video của con nói con trời trời, cây vú sữa thì trồng 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng có trái. Nhưng mà thật sự là 8 đến 10 tháng là có trái nha mấy cô chú. Bữa hổm con bị cô cái chú kia kìa mắng vốn con. Lúc mua cây giống thì con nói là khoảng chừng 18 tháng đổ lại có trái bói cho chú nha. Lúc này nó đang mùa hoa mới có 10 tháng có trái rồi, điện loại liền. Sao cô nói tới 18 tháng bây giờ mới có 10 tháng nó có hoa hết trơn, có trái làm sao cô? Thiệt tình là con giờ con cũng biết nói sao, nó chậm trái lâu trái cũng nói, mà có trái sớm cũng điện cho con. Khổ lắm. Nhưng mà điện con còn nghe điện thoại, tức là con bán cây thiệt nha, mà điện mà hỏi em là con mất tiêu rồi đó nha mấy cô chú. Cây của mình chắc lê kim ma không rồi đó. Vú sữa số lượng con nhiều nha mấy cô chú, cần giờ nào con cũng có hết trơn á. Còn cây này trồng bắt đất chắc tỉnh lại là có bông liền luôn á. Cây này cao cỡ 1m8, 2m đổ lại nha mấy cô chú. Gốc bự cỡ ngón chân cái con ha. Hàng này là về tỉnh cây luôn, tại hàng này là hàng đánh bầu nha cô chú. Đánh bầu nuôi bầu rồi, hồi cây hết rồi nha mấy cô chú nha. Đó. Kiều bán vú sữa thiệt nên là Kiều còn bán tới giờ ha. Còn mà bán rồi điện lại là mất tiêu là coi chừng cây đó cái gì đó nha. Có nhiều cô chú mua rồi, cây giả cũng biết rồi, điện lại hỏi nghe là hiểu rồi đó. Hiểu mình đang trồng cây gì rồi ha. Ấy vàng nho thân gỗ của con nè. Con nói hầu như từ, con nói hết nước Việt Nam thì con không dám nói, chứ mà con nói là bao miền Tây này là nho thân gỗ là chỗ con là nhiều nhất. Thì con có thể mạnh dạn nói với nó hết nước rồi mình hơi nổ ha mấy cô chú. Còn cái này vú sữa của con, cái lô này là về là vừa trồng luôn á. Cái lô này là bao đẹp cho mấy cô chú luôn. Cây mập mạp, lá chân đầy đủ ha. Thì mấy cô chú nha, nhìn cái cây là biết nó đều đặn cây cỡ nào rồi. Hai, nó tầm 35-40, 35-40-50, có những cây chọi hơn thì mình lựa ra. Nhưng mà theo nhà vườn trồng á thì cỡ cái cây con đang quay cho mấy cô chú coi á, trồng là vừa dặn rồi, lá chân đầy đủ, thân mập mạp là ok, không cần nhất thiết mình phải lựa cây cao quá. Còn mình trồng số lượng ít, 5-3 cây, mình muốn cho nó nhanh trái á, thì mình chọn cái cây cao, cây bự giống như cái lô hồi nãy con vừa quay á, là nó choi choi đó. À, thì trồng cái đó nó sẽ rút ngắn được nhiều lắm. Đây, chỗ con do chật hẹp á, nên là cây con để không có thứ tự cho lắm á. Nhiều cô chú lại nói trời trời, cái vườn gì có một chút xíu vậy mà lên video tôi thấy quá trời luôn vậy, có quay đâu nữa không? Nói không, có nhiêu là con quay nhiêu á, con quay thực tế thôi, mà cô chú nhiều khi còn không tin con nữa. Mà con nói chuyện là càng thực tế hơn nữa. Đây, cây này con xuống đất luôn rồi, nhưng mà cô chú nào thích con cũng nhổ lên luôn. Nhổ lên bán kiếm tiền mua miếng đất bự bự, mở rộng chạy giống ra cho mấy cô chú, phục vụ mấy cô chú nhu cầu càng lúc càng nhiều nữa. Đấy. Nho với vú sữa hoàng kim là cô chú gọi giờ nào con cũng có đủ xay đủ loại đủ giá cho mấy cô chú luôn nha. Có nhiều cô chú mua của con rồi á, mua đi mua lại nhiều lần á. Có những cô chú chơi những cây nho mà mua của con số lượng vài trăm triệu cũng có nữa, mua hoài lô nào con về hầu như là lô nào cũng có mua luôn á.
Đây con không có chỗ để, con đưa ra sau hè luôn nè. Chân dài mà đứng sau đây là mất giá trị, mấy không cô chú, mất giá trị hết. Nhưng mà do hoàn cảnh là mình không có chỗ để nên mình đưa ra đây nè. Đó, bên đây là cái lô chân dài, nó cao nghiệt ngã luôn, cao hơn con nhiều lắm, có cây cao cả 2 mét đó. Còn bên đây là nó hơi thấp hơn, nhưng mà con đều bán đồng giá nhau, tầm 2 triệu đổ lại thôi ạ. À, giá cả là do con với cô chú thương lượng nè. Cô chú có thể lại tới vườn của con mua thì con khỏi vận chuyển, đỡ tiền ship tiền xe thì con sẽ bớt được tí xíu ha. Còn ví dụ như cái cây mà dáng nó xấu, nó không có được đẹp thì con bán rẻ xíu, báo giá cây này 2 triệu, cây kia 2 triệu, cây nọ 2 triệu. Rồi cái cô nói cái cây đó gãy hết nhánh rồi, bớt 100 ngàn 200, thế là đâu còn 2 triệu nữa không. Bắt con báo giá thôi, cô chú cứ gọi cho con đi, cái bạn Zalo với con ha, con gửi hình rồi cái cô chú à cái thương lượng với con như thế nào đó, chứ không nhất thiết là con phải báo giá đâu ha. Còn có nhiều cô chú kêu con là gắn số từng cây đi, xong rồi cô chú cứ gọi là báo giá cũng được. Con in số rồi, con đang in được mấy trăm số á. Ngày mai chiều trời nắng nắng đẹp đẹp cái bắt đầu con treo lên từng cây hết cho cô chú dễ chọn ha. Thì cái lô này cỡ ngón tay cái có ăn lên, cỡ ngón chân cái có ăn xuống ha. Thì cái lô này là đang có hoa hết nha mấy cô chú. Còn bên đây cũng vậy, gốc đẹp, dáng cao. Đứng vô cây nho cho coi thử coi cao chừng nhiêu nè. Đó, cao hơn chồng con luôn, cao lắm. Lô này cô chú thích cao là lô này là ưng bụng lắm luôn á mấy cô chú. Con về cái lô cao này chỉ được có 70 cây thôi, còn cái lô thấp không về được nhiều. À, cô chú thích cây cao thì gọi cho con nha. Cái cây này thì chắc nếu là gửi thì con chỉ có gửi xe cho mấy cô chú thôi, mấy cô chú chịu khó ra nhận giùm con á. Còn gửi hàng nhanh là không có thể nào gửi được nha mấy cô chú. Nếu mình muốn một cây đẹp thì cô chú chịu khó ra bến xe nhận giùm con, hoặc đón xe dặn giùm con ha. Rồi, video của con bữa nay nhiêu đây thôi. Con dọn tiếp mấy cô chú. Dạ. Thì bữa nay con quay sơ sơ như thế này cho mấy cô chú, tại con về có lô dứa sữa cho chơi này cho mấy cô chú coi để chọn á. Còn con hẹn tuần sau, khoảng thứ 5 hoặc thứ 6 tuần sau con sẽ về một cái giống nho mới cho mấy cô chú, đáp ứng nhu cầu của các thượng đế của con á. Là cái giống nho mới là giống nho lồng đèn nha mấy cô chú, lá dài như lá tre ha. Giống đó con về, giống đó đang hot mới đó. Cô chú nào mà quan tâm thì like, share và chia sẻ cái video của con ha, để đăng ký luôn. Rồi xong rồi cái tuần sau con về thì bắt đầu điện thoại mình nó báo tin là con có video mới á, để mình không bỏ lỡ qua cái giống nho tuần sau con về nha. Rồi con chào mấy cô chú.